Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog trưa nay nha. Thì giờ này Bùi Hải tính xuống thay nước với lau bàn thờ, thắp nhang thầy buổi trưa hai cô chú anh chị. Mà nghe có người nhà lên, hôm nay Bùi Hải để cho người nhà làm ha cô chú. Để cho người nhà thay nước thầy ha. Có mang hoa lên đó. Em chào anh nha. Anh là sao với thầy ha? Là anh vợ. Anh vợ của thầy. Dạ. Em tính giờ này là em xuống thay nước với lau bàn thờ thầy thôi. Hôm nay có hai anh lên để hai anh làm cho thầy, làm dâng lên cho thầy. Anh có mang hoa xoài nữa nè cô chú anh chị. Và để mình phụ. Có cái dĩa nè mình đựng xài đúng không anh? Quay quay giùm anh cái quay. Quay giùm anh cái quay. Để máy quay thì quay máy anh. Vợ của thầy hai cô chú anh chị lên thăm thầy. Cái này mới làm hồi sáng luôn anh. Dạ hồi sáng em xuống cúng cơm thầy xong à, vừa cúng cơm thầy xong là bắt đầu xuống anh chấm miếng dầu á, anh chấm miếng dầu cho nó cháy lâu. Anh vợ của thầy hai cô chú anh chị. Là anh thứ mấy? Anh thứ mấy ở nhà ha? Ở nhà có hai người vậy. Vậy là anh xong rồi với vợ của thầy. Dạ. Mang xài hai cái đèn, nước suối, nhang rồi đầy đủ hết ha cô chú anh chị. Hoa cắm vô cái bình bự ghê luôn. Mình ở gần đây hả anh? Cũng ở Sài Gòn đó. Ở Sài Gòn. Hôm nay anh vợ của thầy lên thăm thầy. Có trái cây, bông hoa, nước suối, đèn cầy. Lão bạc thợ của thầy nữa hai cô chú anh chị.
chắc khoảng tuần sau mộ thầy có lên mộ. Dạ. Tại sáng cái anh bên đá đắp mộ á, em có hỏi mà anh đó nói là đợi đợi đá tấm bia đá của thầy á, bia mộ á. Nào về có bia mộ đàng hoàng rồi, bắt đầu là anh làm xong xuôi là anh cẩu bia mộ, chảo bia mộ xuống đây là đắp luôn. Còn cái thùng thì còn ngoài kia hai cô chú anh chị. Gió dữ lắm, anh lấy quẹt á. Nào quẹt nè. Ở dưới đây gió lớn. Nay trưa nay Bùi Hải đến xuống thay nước lau bàn thờ thắp hương thầy buổi trưa hai cô chú anh chị. Mà hôm nay bất ngờ có anh vợ của thầy lên thăm thầy, để cho anh vợ của thầy làm thay nước mua đồ cúng cho thầy, dâng lên cho thầy hai cô chú anh chị. Để chiều Bùi Hải xuống. Dạ. Cảm ơn anh. Anh của thầy đây nha, khắn nha cô chú anh chị. Dạ. Anh thắp nhang quỳ lại nha, rất là thành tâm luôn hai cô chú anh chị. Sáng mới thử, mới chọn hồ. Này làm chắc là nửa tháng nữa. Dạ, sáng em nghe nói là anh lãnh ráp mộ của thầy á. Anh em có hỏi là anh nói đợi đá bia mộ của thầy á.
đợi bi mộ về là bắt đầu anh làm bi mộ xong xuôi là anh đem xuống là anh ráp luôn, tại vì cái thùng anh có đem xuống để em bé hoài rồi đó. Anh để cái cây vậy đi anh, để cái cây đó đi, cái gì giờ chút em mấy lại đó này, nguyên khối, dạ đúng rồi, nó nguyên khối ra cắt ra. Mà anh mới làm hồi sáng. Đó, bây giờ thôi buổi nãy vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của buổi nãy vlog nha. Thì trước khi kết thúc video buổi nãy vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi trưa thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý ạ. Và một lần nữa, Bưởi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị.